quyết định. Căn gác nhỏ ở số 1 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội là chuyến đi về gặp mặt của những người đã đi quá nửa đời. Họ từ rất nhiều nơi, có cuộc đời riêng, vui buồn khác nhau, nhưng họ có một niềm chung duy nhất, đó là một người mẹ lớn, một người mẹ chung và khoảng ký ức trong veo gọi tên Trại Nhi Đồng Khe Khao, tiền thân của Trại Nhi Đồng miền Bắc. Khe Khao nó không phải nơi chôn rau cắt rốn của tôi, nhưng mà tôi có cảm giác như nó là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Năm ngoái tôi được về Khe Khao thì tôi có cảm giác như mình về một cái nơi cội nguồn của mình. Vì bản thân tôi đối với không chỉ Khe Khao mà Bắc Cạn hay là Việt Bắc nói chung là cũng là một cái nỗi niềm của mình. Vì tôi được bố mẹ sinh ra ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, nên tên của tôi là đặt tên là để kỷ niệm cái những năm tháng kháng chiến, thì nhà tên tôi cũng là Bạch Thông. Khe Khao là một cái khe đất hẹp nằm dưới chân núi Phia Khao. Phia Khao tiếng dân tộc Phia là núi đá, còn Khao là lóng lánh ánh sáng. Vì cái núi đá đấy nó là chứa kim loại quý hiếm là quặng kẽm, thành ra dưới ánh sáng mặt trời nó long lanh. Có lúc mà các cô cho tôi, cho chúng tôi ấy, mấy cái đứa trẻ lớn ấy, là gọi là đi tắm nắng ở trên núi ấy, thì là mình mới thấy là có những cái hố rất sâu à, thì mình thắc mắc thôi đấy, thì là các cô bảo đấy là thực dân Pháp nó khai thác cái kẽm với diêm sinh gì đấy, lại thể như thế. Còn khi đi lên đấy thì dọc đường đi lên ấy, thì tôi đã nhìn thấy những cái gòn. Lúc ấy thì gòn không chạy nữa, nhưng mà là tôi mới hỏi các cô, thì các cô bảo đấy là cái gòn. Còn đây là tôi đây này. Đấy, đang ngồi chơi trên cái xe gòn cô đẩy lên để trên bản thi ấy. Thì trên ấy có cái xe gòn, cái mỏ kẽm của Pháp. Thế thì nó còn lúc ấy còn để lại những cái thì cô đẩy điểm đẩy chúng tôi đi chơi. Lúc chúng tôi lên ấy thì cái nhà đầu tiên ấy là một cái nhà một tầng, mái ngói hình như là của những viên chức của cái mỏ đó cũ để lại. Cái cơ sở ăn ở đầu tiên ấy thì nó rất là khiêm tốn thôi. Cô giáo Tụy Phương viết trong hồi ký Nghĩa tình năm tháng cuộc đời. Năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn tổng phản công. Các cơ quan di chuyển liên tục, trong đó có nhiều cán bộ nữ có con nhỏ, nên việc tổ chức trại trẻ ở nơi bí mật, an toàn trở thành vấn đề cấp bách. Hội Liên hiệp Phụ nữ giao cho bà Lê Thụy Phương tìm địa điểm. Theo gợi ý của đồng chí Hoàng Quốc Việt, trại đặt ở Khe Khao, địa điểm này an toàn, xa vùng chiến sự, lại có khí hậu mát mẻ quanh năm. Các cái cơ quan trung ương ấy ở rất gần nhau, đều loanh quanh ở cái vùng Tân Trào ấy. Đấy, Bác Hồ đi công tác qua thì Bác cũng rất hay ghé. Tôi sinh ra về đêm thì Bác sáng sớm hôm sau
bác đi trên, từ trên đỉnh đồi xuống dưới chân đồi nơi mà mẹ tôi ở bên Điểm Mặc Định Hóa Thái Nguyên, tức là cũng là ATK. Thế thì bác mới dặn mẹ tôi là cô sinh được cháu tốt, cố nuôi cho thành người. Thế đầy tháng tuổi thì bác đặt tên cho. Thế là lúc mà tôi đầy tháng tuổi, tức là tôi sinh tháng Giêng năm 49, thì tôi đầy tháng tuổi thì bác sang. Thế và bác bế tôi trong lòng, chụp ảnh và đặt tên cho tôi là Chí Nhân. Bác là Hồ Chí Minh, bác đặt cho tôi là Chí Nhân. Cái họ của ba tôi là họ Hạ. Thì đấy là cái may mắn đầu đời của tôi. Khe Khao cao ngất lưng trời, có đàn em bé hát cười trong mây. Xung quanh núi đá rừng cây, ngày chim hót gió, đêm nai kiếm mồi. Các em được sống vui tươi, được chăm ăn ngủ, vui chơi, học hành. Các em xa cách gia đình, nhưng được ấp ủ trong tình nhân dân. Các em là cháu bác Hồ, các em yêu bác, yêu cùng mẹ cha. Các em mong bác đừng già, để bác xây dựng nước nhà Việt Nam. Đó là những câu thơ của ông Đào Duy Kỳ, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, viết năm 1953 khi đến thăm trại Khe Khao. Cô dạy bài hát là bác chúng em mắt hơn sao dầu hơi dài. Thế rồi quốc ca, cô dạy ba bài quốc ca. Quốc ca Việt Nam thì thôi khỏi nói làm gì, nhưng mà quốc ca Nga là gì? Ngàn năm vững bền nơi đây, Cộng hòa quốc kết liên tự do cùng đồng tâm, ta gắng sức đắp xây đời mới. Một chí Liên Xô Nga gồm các dân tộc ta, vân vân. Hoặc là quốc ca Trung Quốc, vù lên hơi các vù lên, không can tâm lòng ngựa châu ngu dân, đem hòa xương sông máu thép xây nên trường thành mới cho muôn dân. Khi chúng tôi về học ấy, thì cô Tụy Phương là cô giáo hiệu trưởng đầu tiên. Với cô, chúng tôi coi không chỉ coi là một nhà giáo, một cô hiệu trưởng, mà chúng tôi coi cô như một bà mẹ. Phải hàng chục năm sau này, khi đến với cô còn hỏi kiến quốc đó à, các em hạnh phúc, Việt Trung hữu nghị bây giờ ra sao rồi? Cô không chỉ nhớ đến anh em trong gia đình tôi là học sinh của cô, mà cô còn nhớ tất cả cái bạn bè chúng tôi cùng học với nhau, cùng là học sinh của cô. Cô đúng là một bà mẹ. Mẹ là giám đốc trại, nhưng mà tôi rất ít khi được gặp mẹ. Tôi thủa thơ ấu của tôi, cũng như các anh chị của tôi đã từng ở trại, tôi có 4 anh chị trên tôi thì là đều ở trại Khe Khao. Và sau này thì tôi ở trại Nhi Đồng Miền Bắc. Thì chúng tôi đều thèm mẹ lắm, đều thèm cái hơi ấm, đều thèm được ngủ với mẹ. Nhưng mà ngay từ trại Nhi Đồng Miền Bắc thì tôi không được có cái may mắn đấy. Tối một mẹ phải vỗ về, phải chăm sóc, phải ôm ấp những cái bạn mà bé hơn, mới xa gia đình, hoặc là khóc nhiều hơn, và đặc biệt là các bạn đang bị ốm. Thứ bảy chủ nhật thì tôi được bố đón về, nhưng mà cũng không được ngủ với mẹ, bởi vì là mẹ lại ở lại ở trong trại để chăm sóc các bạn mà do cái hoàn cảnh bố mẹ đang ở xa. Lần đầu chúng tôi được nghe hai tiếng Khe Khao là từ cuộc dạo chơi văn chương của nhà văn Bình Ca. Cuốn Đi Trốn đối với nhiều độc giả sinh ra sau thời Bình có lẽ hoàn toàn là một cuốn sách hư cấu. Nhưng khi cuộc đi trốn của những đứa trẻ trại nhi đồng Khe Khao hiện lên cùng với hồi ức của những nhân chứng lịch sử từng đi qua những tháng ngày Việt Bắc đã thôi thúc chúng tôi tìm về Khe Khao và tiếng cười trên mây của trại nhi đồng năm ấy. Đấy, rất là phấn khởi hôm nay được lần đầu tiên quay trở lại cái nơi mà mình đã từng sinh sống ở trại của cô Tụy Phương. Tôi vẫn còn giữ được cái lá thư, coi như là đầu tiên mà được cô Phương cô dạy viết thư như thế nào. Bây giờ cái lá thư đó tôi, từ năm 1952 đến bây giờ tôi vẫn còn giữ được cái lá thư đó. Đương nhiên là viết trên một cái tờ giấy bản, nó cũng rất là mờ rồi. Thì vẫn còn
còn được cái chữ là thưa ba mẹ đấy. Đấy là cô Vương cô dạy cho là viết thư là phải viết như thế, rồi là hỏi thăm sức khỏe, rồi là vân vân đấy, rồi kể chuyện là cái hộp giúp đánh răng gì đấy của ba mẹ gửi cho ấy, thì cô bảo con là để cho các bạn dùng chung, bởi vì là các bạn không có. Thế tức là dạy cho mình cái tinh thần biết chia sẻ. Đấy là cái giá trị, là cái thương hiệu quý giá nhất mà mẹ đã truyền lại cho tôi. Và tôi cũng tiếp nhận được cái tình cảm của các anh các chị. Ví dụ ai cũng giới thiệu là vì chiều con cô Tụy Phương đấy, tôi thấy đấy là một cái niềm tự hào. Mà bây giờ mẹ đã đi xa, nhưng mà cái tình cảm đấy mẹ để lại cho con là vô giá và không bao giờ chúng con quên. Đây là cái hầm, cũng là cái nguồn nước để ăn của nhà trẻ, mà cũng là một cái tăng xê. Khi mà bà Khánh bà gác ở trên kia, mà bà bố tôi nói chuyện ấy, là bà ấy nấp ở trong kia trên cái khe hai cái hẻm, có một cái kẻng bằng tà vẹt đường ray ấy, hai ba cái kẻng ấy để bà ấy gõ liên hồi, là bắt đầu là các cháu, là cháu nào lớn thì tự chạy vào, còn cháu nào bé là cứ hai cô là cóc hai nách hai cháu là chui vào đây, là cứ hễ nghe thấy tiếng máy bay còn đang rất xa, nói chung là tai tôi cũng hồi kính lắm, là tôi đã vội đi tìm thằng Dũng á. Thằng Dũng là con của cô Hà Quế đấy, là được tôi được phân công là phải dắt cái thằng đó vào hang mà. Tiến Dũng. Đây là cái hầm địa đạo, nó tự nhiên của trại trẻ Nhi đồng Trung ương, cũng như là cái nguồn nước chính ngày xưa là các cháu ăn nước ở đây. Mỗi khi có máy bay là các cô là bế các cháu chui vào hang này để ẩn nấp, tránh máy bay của Pháp. Khi là về đây đến đây là nó thả bom. Cho nên là cái hầm này ấy, rất là tương đối sâu, độ sâu của nó có tầm khoảng 40 mét. Đấy, và bên này cũng có một ngách bên phải và một ngách bên trái này. Và trước đây là được các ông các bà tôi làm phi khao đã đục những cái thành này ra để lắp cái đường dây đường vòm của Pháp, và bên trên là lát ván cho các cháu ẩn nấp ở trong này. Có nhân chứng kể lại rằng năm ấy trong một cuộc họp, bác Hồ hỏi về sự vắng mặt của bà Hà Quế, người được quân Pháp gọi tên là bà tướng Việt Minh, vắng mặt. Mọi người nói rằng vì con của cô Hà Quế bị ốm nên không thể dự họp. Vậy là bác Hồ đã gợi ý về việc phải xây dựng một nhà trẻ để các cán bộ nữ yên tâm công tác. 70 năm trôi qua thì chúng tôi vẫn nhớ các cô và nghĩ là đó là một cái hình ảnh rất là tốt của một cái, tức là một cái sự chăm sóc của nhà nước đối với lại trẻ em, cho các cán bộ đi kháng chiến, là cái trại đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi nghĩ là đó là một cái hình mẫu rất tốt của cái giáo dục mẫu giáo của Việt Nam. Hồi đó tôi có lần bị ốm thì là coi như được cô Tụy Phương chăm sóc khi ốm, và một cô là bác sĩ nữa tên là cô Hạnh trông nom khi mà bị ốm. Và cô Tụy Phương thì biết tiếng Pháp, cho nên là dịch những trang báo tiếng Pháp cho chúng tôi xem. Lên khe khao một cái thì tôi lúc ấy 8 tuổi, lên gặp anh Cường. Thì anh Cường anh mới khoe với tôi, anh đưa một cái tờ xé cái quyển vở sổ vở học ra. Anh vẽ máy bay, xong rồi Pháp nhảy dù, xong rồi dưới này bộ đội cầm súng bắn lên. Cái chiến dịch biên giới đấy, anh bảo đây là... Trại Nhi Đồng Khe Khao với cô giáo phụ trách đầu tiên là cô giáo Tụy Phương chính là nhà trẻ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Có một điều khá đặc biệt là hầu hết con cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, thế hệ thứ nhất, thứ hai đều qua tay cô Tụy Phương dạy dỗ chăm sóc ở trại Nhi Đồng suốt những năm kháng chiến chống Pháp trên chiến khu Việt Bắc. Đến ngày hòa bình lập lại sau năm 1954, trở về 20 thủy quê, rồi sơ tán đánh Mỹ lên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú. Sau này, khi rời Khe Khao về Hà Nội, trại Nhi Đồng miền Bắc và miền Nam nhanh chóng được thành lập. Cô đã đem lại cho chúng con một cái tuổi thơ rất là hạnh phúc ở trên trại Khe Khao. Và điều đó là cái điều chúng con ghi nhớ suốt đời. Chúng con luôn luôn biết ơn cô và nhớ thương cô.
cô phụ huynh phù hộ chỉ cho tất cả chúng con được mạnh khỏe, được bình an cô nhé. Kháng chiến 9 năm ở rừng sâu Việt Bắc, cô giáo Lê Thụy Phương đã tham gia sáng lập trại trẻ nhi đồng ở Khe Khao để nuôi dạy con em cán bộ của Đảng, cho bố mẹ các cháu yên tâm công tác. Việt Bắc chan chứa nghĩa tình cùng với hình ảnh những cô giáo trại nhi đồng năm ấy xứng đáng được nhớ ghi và kể lại. Và lần nữa, xin cảm ơn những năm tháng ấy, cảm ơn Việt Bắc, cảm ơn các cô giáo trại nhi đồng Khe Khao đã cho thế hệ hôm nay được trông về tiếng cười trên mây của đàn trẻ thơ năm nào. Cảm ơn tác phẩm Đi Trốn và tác giả Bình Ca đã đưa chúng tôi về thế giới cổ tích có thật, Phia Khao, Khe Khao.